Chào các em. Hôm nay thầy trò chúng ta lại tiếp tục đến với cái buổi học thứ ba trong cái chủ đề là phân tích đa thức thành nhân tử. Ở nội dung buổi thứ nhất, các em còn nhớ mình đã học gì không? Đó là gì? Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp gì? Đặt nhân tử chung. Ở buổi học số 2 là ta phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp sử dụng hàng đẳng thức. Và ở buổi học hôm nay, chúng ta sẽ học phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử. Được chưa? Thế thì thế nào gọi là phương pháp nhóm hạng tử? Thì các em cùng xem cái bảng tóm tắt lý thuyết sau đây. Là ta nhóm các cái hạng tử thích hợp lại với nhau. Mục đích là để xuất hiện nhân tử chung của các nhóm. Xuất hiện hàng đẳng thức hoặc là tiếp tục phân tích biến đổi đa thức thành nhân tử. Như vậy là nhóm hạng tử này chính là nhóm các hạng tử thích hợp thành một nhóm nhằm mục đích: một, xuất hiện nhân tử chung; hai, xuất hiện hàng đẳng thức; và ba là để tiếp tục làm cho các bước sau. Đấy, như vậy các em nhớ rằng là cái phương pháp nhóm hạng tử này nó khá là chung chung, và cái việc mà thế nào gọi là thích hợp thì còn tùy thuộc vào vào đề bài, đúng không? Chứ không có cái công thức cụ thể để mà ta giải thích được rằng thích hợp là như nào, đúng không? Mà mục đích mình nhóm các hạng tử thành một nhóm để thỏa mãn một trong ba tiêu chí này, được chưa? Đấy là phương pháp nhóm hạng tử. Và vì nó chung chung như vậy thì ta sẽ đi sang ví dụ trực tiếp để các em sơ bộ hiểu được cái phương pháp này, được chưa? Thì các em nhìn sơ đồ 7 cho thầy. Em nhìn sơ đồ 7 cho thầy. Đó là gì? Sơ đồ 7 là phương pháp nhóm hạng tử. Đấy. Thì thầy có để ba ví dụ theo đúng ba cái mục đích ta vừa làm. Đó là gì? Xuất hiện nhân tử chung, xuất hiện hàng đẳng thức và để tiếp tục làm cho các bước sau. Được chưa? Đấy, mô tả đúng ba cái mục đích này của mình. 1 2 3 thì thầy cũng lấy ba cái ví dụ để mô tả cho ba cái mục đích đấy. Thế thì ta đến với ví dụ đầu tiên. Thông thường đối với cái dạng nhóm hạng tử này thì các cái hạng tử, các cái số hạng này này, nó phải là số chẵn. Vì số chẵn thì mới được ghép thành từng cặp. Chứ nếu nó lẻ ra một số thì ta sẽ biết ghép số đấy với cặp nào, đúng không? Đấy, nên một trong những dấu hiệu cơ bản nhất của nó là thường là có chẵn số hạng. Đấy. Thì bây giờ em nhìn xem. Đã có x bình trừ 3x và x y trừ 3y. Thế thì thầy nhóm hai cái đầu tiên vào nhận là một nhóm và hai cái sau một nhóm. Thế thì x bình trừ 3x là một nhóm, ta thấy có x nhân tử chung chưa? Thầy rút x ra ngoài, trong có còn x trừ 3. Xy trừ 3y ta lại thấy có y nhân tử chung, ta rút ra ngoài, trong ngoặc lại còn x trừ 3. Thế thì có phải mục đích của mình là nhóm các hạng tử thích hợp để xuất hiện nhân tử chung không? Thế sau khi nhóm ta thấy xuất hiện nhân tử chung là x trừ 3. Thế thầy tiếp tục nhóm x trừ 3 lần nữa, thì trong ngoặc còn x cộng y. Được chưa? Thì đấy là việc sau khi mình nhóm thành từng cặp, nhóm nhân tử chung của từng cặp đấy thì ta thấy xuất hiện nhân tử chung lần thứ hai. Đúng chưa? Đấy. Thế thì đấy là thầy vừa nhóm hai cái đầu tiên và hai cái sau. Thế nếu có bạn lại nhóm như này thì sao? X bình cộng x y, bạn nhóm số 1 với số 3 và số 2 với số 4. Vì các bạn nhìn thấy có hai số 3, đúng không? Trừ 3x trừ 3y. Thế thì thầy sẽ rút được x ra, trong ngoặc còn x cộng y. Ở đây thầy nhóm trừ 3 ra, trong ngoặc cũng còn x cộng y. Thế ta thấy nhân tử chung lần nữa chưa? X cộng y nhân với x trừ 3. Như vậy kết quả không hề thay đổi nếu thầy nhóm 1 với 3 và hạng tử 2 với hạng tử 4. Thế nên thầy mới bảo là gì? Cái phương pháp này nó rất chung chung ở chỗ thế nào gọi là thích hợp, đúng không? Người ta bảo là nhóm các hạng tử thành những nhóm thích hợp để xuất hiện nhân tử chung. Thế thì nhóm 1, 2 với 3, 4 cũng xuất hiện nhân tử chung. Nhóm 1, 4, 1, 3 với 2, 4 cũng xuất hiện nhân tử chung. Được chưa? Đấy, như vậy là sẽ có nhiều cách nhóm. Mục đích vẫn là đưa ra kết quả cuối cùng. Đấy, các em lưu ý nhá. Như vậy bài này dễ ở chỗ là ta nhóm cách nào cũng ra. Nhưng có những bài chỉ nhóm được theo một cách duy nhất thôi. Đấy, thì các em phải lưu ý dạng bài như vậy.
Tiếp theo, ta đến với ví dụ số 2. Đó là gì? Mục đích để xuất hiện hằng đẳng thức. Thế thì ta đang có bốn cái hạng tử như sau. Đúng không? Nếu em nhóm hai thằng đầu tiên với nhau, hai thằng sau với nhau thì em thấy rằng sẽ không còn hạng nhân tử chung nữa, vì đây chỉ có x, còn đây lại vừa x vừa y. Được chưa? Em nhóm kiểu gì chăng nữa thì cũng sẽ bị tình trạng đấy xảy ra, bởi vì ở đây có một chữ y là độc lập. Và ta nhận thấy rằng nếu nhóm x bình với 4x với 4, x bình với 4x với 4 thì sẽ xuất hiện hằng thức là x cộng 2 tất cả bình. Còn lại là hệ số trừ y bình. Chứ hạng tử trừ y bình. Thế ta lại thấy nó là hằng thức số số 3 đúng không? A bình trừ B bình bằng A trừ B nhân A cộng B. Khi đấy ta được nhân tử chưa? Đấy. Thế thì đây chính là gì? Cách nhóm các hạng tử thích hợp để xuất hiện hằng đẳng thức. Được chưa? Đây chính là cái bước nhóm 3 số này lại này để xuất hiện hằng đẳng thức. Và tiếp tục ta dùng hằng thức số 3 để đưa được cái đa thức thành thành nhân tử. Được chưa? Đấy. Tiếp tục ta đến với ví dụ số 3. Đó là gì? Nhóm thành các nhóm mà mục đích nó sẽ là để dùng cho các bước tiếp theo. Đấy. Thế thì ta có cái biểu thức x bình trừ x y cộng x trừ y. Thành nhóm hai hạng tử đầu tiên với nhau. Hai cái cuối với nhau. Thế thì việc nhóm này sẽ tiếp tục ta rút được x ra. Và đến bước thứ hai ta lại rút được x trừ y ra. Thế các bạn thấy rằng cái ví dụ này có phải giống cái ví dụ ở trên này không? Đây, bước thứ nhất rút nhân tử chung. Rồi bước thứ hai thấy nhân tử chung tiếp rút ra. Như vậy là hai bước này là giống nhau. Các bạn nhìn cách 2. Cách 1 là nhóm 2 thằng này từng cặp. Cách 2 thì lại giống cái ví dụ lỗi của thầy là nhóm 1 với 3 và 2 với 4. Kết quả cũng không đổi. Thế thì bản chất của cái mục đích thứ 3 này thầy cho rằng nó cũng giống như cái mục đích số 1 mà thôi. Và hai cách làm của bước 3 này, của ví dụ 3 này cũng chính là hai cách làm mà thầy đã ví dụ ở ở cái mục đích số 1, được chưa? Do đó ta có thể thu gọn được cái phương pháp nhóm hạng tử này về hai cách. Được chưa? Chính là hai mục đích. Đó là tạo thành các nhóm thích hợp sao cho xuất hiện nhân tử chung hoặc xuất hiện hằng đẳng thức. Còn cái mục đích số 3 này nó trùng với mục đích 1 rồi. Thầy nghĩ không cần phải phức tạp quá như vậy. Được chưa? Đấy, thì các em sẽ có hai cái mục đích chính này. Đó là xuất hiện nhân tử chung và xuất hiện hằng đẳng thức. Được chưa? Đấy. Như vậy là thầy được hướng dẫn xong cho các em cái phương pháp số 3, phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử. Bây giờ chúng ta sẽ đến các cái ví dụ minh họa và bài tập tự luyện để củng cố thêm về cái phương pháp này. Được chưa? Chào các em. Chúng ta tiếp tục đến với cái phần bài tập cơ bản trong cái chủ đề số 3 là phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách là nhóm hạng tử, được chưa? Đấy, thầy sẽ làm mẫu cho các em. Ví dụ như câu C, ta sẽ ghép từng cặp. Ở đây ta sẽ rút được 3x làm nhân tử chung. Trong ngoặc sẽ còn là x trừ y. Các bạn học sinh là rất hay bị sai cái lỗi chỗ này này. Đấy, các bạn rất hay bị sai lỗi chỗ này. Thầy sẽ chỉ cho các bạn này tại sao các bạn sai này. Ở đây ta có trừ 5. Các bạn nhóm 5 ra ngoài nhưng mà các bạn không để ý dấu trừ này. Khi nhóm 5 ra ngoài các bạn sẽ ghi ở trong này là x cộng y. Như vậy sẽ là bị sai. Mà khi ta đã nhóm trừ 5, các bạn hiểu đây là mình đang nhóm trừ 5 ra ngoài, thì trong ngoặc phải là x trừ y. Đấy. Còn nếu các em ghi là x cộng y, vì các em hiểu là nhóm 5 ra còn dấu trừ để nguyên, thì nhóm 5 ra x cộng y thì khi em nhân tung ngược trở lại thì sẽ thành là trừ 5y, thì sẽ sai với đề bài. Đấy, được chưa? Tiếp tục ta thấy x trừ y nhân tử chung lần nữa. Ta nhóm ra thì trong ngoặc còn 3x trừ 5. Đấy. Nên các em lưu ý chỗ này cho thầy nhé. Rất nhiều bạn sẽ viết thành trừ 5 nhân mở ngoặc x cộng y. Như vậy là bị sai. Được chưa? Đấy. Ta đến với bài 2. Bài 2. Ta cũng làm con C đi. Con C này có vẻ phức tạp hơn. Đấy. Thế thì để ý rằng bản thân cái bài này đã sắp xếp từng cặp 3 số cho ta rồi. Và ta thấy rằng cứ 3 số này chính là một hằng đẳng thức, đúng không? Thì ba số đầu tiên này chính là x trừ y tất cả bình
Nhưng 3 số sau, nếu bạn nào chủ quan nhìn thấy Z bình cộng 2ZT, nghĩ ngay đến Z cộng T của mình là các bạn sẽ bị sai. Mà cẩn thận ra thì các bạn phải làm bước này, là ta rút dấu trừ ra ngoài. Ta được Z bình trừ 2ZT cộng T bình. Đấy. Khi các bạn rút dấu trừ ra ngoài thì trong này mới là hằng thức Z trừ T tất cả bình. Được chưa? Đấy. Và tiếp tục ta lại thấy đây là hằng thức số 3. A bình trừ B bình thì bằng A trừ B. Trừ B này là trừ Z cộng T. Đấy, lên bài này rất nhiều chỗ sẽ bị đánh bẫy ở đoạn đổi dấu. Và A cộng B. Đấy, như vậy mới là phân tích đa thức thành nhân tử. Như vậy đối với bài này các em rất dễ bị sai ở cái chỗ dấu trừ ở đây. Và dấu trừ ở chỗ A trừ B này. X trừ Y trừ đi mở ngoặc Z trừ T. Thì khi ta phá ngoặc dấu trừ vào sẽ là trừ Z cộng T. Được chưa? Đấy. Các em lưu ý, rất lưu ý cái chỗ đấy cho thầy nhé. Được chưa? Ta sang bài 3. Tính nhanh. Thầy sẽ làm mẫu câu đầu tiên. Cứ câu nào dài phức tạp thì thầy sẽ làm mẫu. Ở đây ta thấy có 37,5 là hạng tử giống nhau. 7,5 là hạng tử giống nhau. Thì ta sẽ nhóm từng cặp với nhau một. Ta nhóm 37,5 ra. Trong ngoặc còn 6,5 cộng 3,5. Trừ ta nhóm 7,5 ra, trừ 7,5 ra. Trong ngoặc còn 3,4 cộng 6,4 nhé. À 6,6. Được chưa? Thế thì sẽ bằng 37,5 nhân với mấy đây? 10. Trừ đi 7,5 nhân với 10. Đến đây mà bạn nào lại máy móc lấy 37,5 nhân 10 là 375 trừ đi 75 thì cũng được. Cũng được, nhưng giả sử trường hợp số nó to hơn, nó lẻ hơn thì lại phải cộng trừ, thế là mất thì giờ. Ta lại ở đây ta thấy 10 nhân tử chung, ta rút 10 tiếp. Trong ngoặc còn 37,5 trừ 7,5 và bằng 10 nhân với 30 và bằng 300. Được chưa? Đấy. Để các bạn lưu ý. Sang bài 4. Bài 4 đây sẽ làm mẫu câu B cho các em. Được chưa? Bài 4 ta sẽ làm mẫu câu B. Ta có 5x nhân x trừ 3. Thầy rút dấu trừ ra. Đây sẽ còn là x trừ 3 bằng 0. Thế ta thấy nhân tử chung tiếp là x trừ 3. Thì trong ngoặc sẽ còn là 5x trừ 1 bằng 0. Và đây là phương trình tích rồi đúng không? Thì suy ra x trừ 3 bằng 0 và 5x trừ 1 bằng 0. Thế từ đây ta suy được là x bằng 3 và x bằng 1/5. Đúng chưa? Đấy. Như vậy là đối với cái phần rút nhân tử chung như này thì rất là đơn giản. Vì các em đã làm quen với nội dung của bài 1, bài 2 rồi. Như vậy là các em đã biết là mình sẽ phải làm cái gì khi gặp cái bài toán phân tích đa thức thành nhân tử rồi. Và các cái dạng bài của từng chủ đề 1, 2, 3 thì hoàn toàn giống nhau. Chỉ khác nhau về phương pháp làm mà thôi. Đúng không? Đấy. Tiếp tục. Ta sang với nội dung của bài luyện tập. Phần luyện tập này thì thầy sẽ chữa những câu mà dài và khó. Còn những bài đơn giản thì thầy sẽ để các em tự làm, vì ta đã làm mẫu cái phần bài tập cơ bản rồi. Được chưa? Đó. Ví dụ như ta sẽ làm câu H đi chẳng hạn. Ta sẽ làm câu H. Đây sẽ là X trừ Y tất cả bình, đúng không? Trừ Z bình. Và sẽ bằng X trừ Y trừ Z nhân với X trừ Y cộng Z. Đây là hằng thức số 3. Được chưa? Đó. Hay như câu G đi. Câu G ta sẽ rút được A bình làm nhân tử chung. Thì trong ngoặc còn A trừ X. Đúng chưa? Đấy. Chỗ này ta rút trừ X làm nhân tử chung. Trong ngoặc lại còn là gì? A trừ Y. Thế thì các em thấy rằng sau khi ta rút như vậy thì ta sẽ không thấy có nhân tử chung lần nữa.
không thấy có nhân từ chung lần nữa. Đúng không? Đấy. Như vậy là ta phải xem lại cái bài này. Một là ta nhóm cặp bị sai. Hai là đề bài có thể bị gõ gõ sai. Đấy. Thì ta thử nhìn xem là ta còn cách nào rút không. Ở đây nếu ta rút 1 với 3 thì rút A ra còn A bình trừ X. Ta rút X ở đây ra thì cũng còn là gì? A bình trừ Y. Thế thì cũng không hề có nhân tử chung. Đúng không? Không hề có nhân tử chung. Hay nói cách khác là dấu hiệu nhận biết để thấy cái đề này có vấn đề là gì? Em thấy ở đây có mỗi một biểu thức có chữ Y. Thế thì không thể có cặp nào có chữ Y được nữa. Không thể có một cặp nào có chữ Y được nữa. Như vậy chắc chắn ở đây là đề đã bị gõ sai. Ở đây ta sẽ sửa lại đề thành A bình Y ở đây. Thì đây là Y. Và lúc đấy ta sẽ có nhân tử chung là A trừ Y nhân với A bình trừ trừ X. Thì ta mới làm được bài tiếp. Được chưa? Đấy. Tiếp theo. Vì những phần này cơ bản rồi, thầy sẽ để các em tự làm. Ta sẽ đến với câu D của bài số 2 đi. Câu D của bài số 2. Ta sẽ rút như nào? Ở đây thầy nhìn thấy x bình với x bình. Thầy sẽ nhóm cặp lại ở đây. 5 với 5. Và đây với đây chẳng hạn. Thì thầy sẽ được là x bình ra ngoài. A trừ B. Đúng không? Y ra ngoài. A trừ B. Và 5 ra ngoài. X bình cộng Y. Đúng chưa? Đấy, ta được 3 cái biểu thức như này. Tiếp tục, hai biểu thức đầu ta thấy lại có nhân tử chung là A trừ B. Ta nhóm ra tiếp. Trong ngoặc còn x bình cộng y. Cộng 5 nhân x bình cộng y. Khi đó ta lại thấy tiếp có nhân tử chung với cái hạng tử còn lại, đúng không? Thì ta rút tiếp x bình cộng y nhân tử chung. Thế thì trong ngoặc sẽ còn là A trừ B cộng 5. Như vậy ta đã được phân tích được đa thức thành nhân tử bằng cách là nhóm các hạng tử thích hợp. Đúng chưa? Đó. Ở bài số 3. Ở bài số 3 thì ta sẽ làm mẫu câu A nhé. Ở đây người ta đã sắp xếp sẵn cho mình thành các nhóm rồi. Các em nhìn thấy x mũ 3 cộng y mũ 3 thì đây chính là hằng thức, đúng không? Thầy sẽ viết hằng thức là x cộng y nhân với x bình trừ xy cộng y bình. Đấy. Bạn nào mà còn chưa thuộc hằng thức thì thật là khó đấy. Ở ba biểu thức tiếp theo ta sẽ nhóm hai ra. Trong ngoặc còn x bình trừ xy cộng y bình. Và khi đấy ta thấy có nhân tử chung lần nữa, đúng không? Thầy nhóm nhân tử chung lần nữa ra là x bình trừ xy cộng y bình nhân với x cộng y. Nhóm này ra còn x cộng y và cộng 2. Thì đấy chính là phân tích đa thức thành nhân tử rồi. Đúng chưa? Đấy. Như cái phần này rất là đơn giản thôi. Tương tự cho các bài bên dưới này, thầy nghĩ rằng nó không quá khó với các em nữa. Được chưa? Bây giờ bài 5, thầy thấy có câu B. Bài 5 thầy thấy có câu B. Đấy, thì thầy sẽ làm mẫu. Vì sao? Nếu các em nhóm x mũ 3 trừ y mũ 3 ra ngay thì chỗ này ta không thấy có nhân tử chung. Đây là 1 trừ 3x bình, còn đây là 3y bình trừ 1. Nó khác nhau. Được chưa? Do đó đầu tiên thầy nhân tung hết ra đã. Trừ 3x bình y cộng 3x y bình trừ x trừ y mũ 3. Sau khi nhân tung ra, thầy thấy có dấu hiệu của hằng thức, do đó thầy sắp xếp lại. X mũ 3 trừ 3x bình y cộng 3x y bình trừ y mũ 3 trừ x cộng y. Đấy, thầy sắp xếp lại và nhận ra rằng bốn cái số hạng đầu tiên này chính là hằng thức x trừ y tất cả mũ 3. Ở đây thầy nhóm dấu trừ ra thì sẽ còn là x trừ y. Và khi đó ta thấy có nhân tử chung lần thứ hai rồi. Rút x trừ y ra. Trong ngoặc còn x trừ y tất cả bình trừ 1. Đến đây có thể dừng lại hoặc các em khai triển tiếp cái ngoặc này ra. Ta được x trừ y nhân với x bình trừ 2xy cộng y bình trừ 1. Đấy. Đến đây thì các em có thể dừng lại tại một trong hai dòng này đều có thể được. Nhưng nếu là giải phương trình thì các em nên dừng lại ở dòng trên này chứ không dừng ở dòng dưới nhé. Được chưa? Nếu ở giải phương trình thì dòng trên này sẽ là cho kết quả tốt nhất. Được chưa?
Đấy. Tiếp tục đi. Ta thử xem cái bài đây, câu C đi. Câu C cũng nhận ra đấy là một dạng của hàng là thức, thì ta thử viết xem nào. 27 là 3 bình, là 3 mũ 3, thì thầy sẽ viết được là 3x tất cả mũ 3 cộng với 3 nhân 3x tất cả bình. 9 nhân 3 27 mà. Cộng với 3 nhân với 3x cộng 1 mũ 3. Cộng với cái gì? Ở đây là x cộng 1 phần 3. Thì thầy sẽ quy đồng lên là 3x cộng 1 tất cả trên 3. Đấy. Con này có cái hay là chỗ này ta lại quy đồng cơ. Đúng không? Thế bây giờ tại sao như vậy này? Bốn cái số hạng đầu tiên này ta thấy nó là hằng thức 3x cộng 1 tất cả mũ 3 đúng không? Thế nếu em không quy đồng hai cái số hạng đằng sau thì ta thấy sẽ không ra được cái nhân tử chung là 3x cộng 1 tiếp theo đúng không? Đấy, nếu ta cứ để x cộng 1 phần 3 thì sẽ thật là khó khăn. Đấy. Thế từ đây ta rút được gì? 3x ra. 3x cộng 1 làm nhân tử chung. Thế trong ngoặc sẽ còn 3x cộng 1 tất cả bình cộng với 1 phần 3. Đấy. Được chưa? Như vậy là các em phải có sự biến đổi linh hoạt đối với mỗi dạng bài tập, chứ đừng có máy móc. Đúng không? Đấy. Mục đích cuối cùng là của ta phải phân tích được đa thức thành nhân tử. Được chưa? Chính là đưa được thành các đa thức nhân đa thức. Do đó ta phải vận dụng linh hoạt các phương pháp, các kiến thức đã học, chứ đừng có máy móc quá. Là em đang học phương pháp nhóm nhân tử chung thì em học mỗi nhóm nhân tử chung, em chẳng dùng gì hằng đẳng thức cả. Đúng không? Đây chính là nội dung của cái bài 4 sau này của mình, chính là gì? Kết hợp các phương pháp lại với nhau. Được chưa? Đấy. Tiếp tục ta đến với bài 6. Ta đến với bài 6, nội dung của bài 6. Thầy làm mẫu câu câu A. Câu A thì dễ rồi, bởi vì ta thấy ngay là nhóm x bình làm nhân tử chung thì ta được là x cộng 1 cộng x cộng 1 bằng 0. Ta lại nhóm x cộng 1 tiếp thì trong ngoặc còn x bình cộng 1 bằng 0. Và các em phải lưu ý rằng đây là phương trình tích, chính là tích của hai đa thức bằng 0, thì để điều này xảy ra thì từng đa thức bằng 0 1. Nhưng cái x bình cộng 1 này luôn dương rồi. Nên từ đấy em chỉ cần suy ra là x cộng 1 bằng 0 và x bằng trừ 1 là đủ. Được chưa? Chứ đừng có máy móc lại ghi x bình cộng 1 bằng 0, x bình bằng trừ 1 xong lại giải ra cộng trừ 1 thì các em sẽ bị sai. Đấy, được chưa? Hoặc như câu C. Câu C này, các em thấy rằng ta có x bình trừ 2 nhân x nhân 3. Thì nó đang có cấu trúc của hằng thức, thì ta cần phải có 3 bình là 9, mà ta mới có 8. Thì ta phải trừ đi 1 bằng 0. Thế thì ta sẽ được là x trừ 3 tất cả bình trừ 1 bằng 0. Thế từ đấy em suy ra được rằng x trừ 3 bình bằng 1 thì sẽ bằng cộng trừ 1. Thì ta suy ra được x bằng gì? Nếu bằng 1 thì ta sẽ được x bằng 4. Nếu bằng trừ 1 ta sẽ được x bằng 2. Được chưa? Như vậy ta sẽ ra được hai cái giá trị của x, để sao cho x bình trừ 6x cộng 8 là bằng 0. Được chưa? Đó. Tiếp tục, thầy sẽ hướng dẫn câu khó trong cái tờ bài tập này, trang cuối cùng của tờ bài tập này. Ví dụ như bài 9. Ở đây bài 9, bài 10 là những bài khó dành cho các bạn học sinh giỏi và đội tuyển. Do đó thường là các bạn sẽ viết những cái bài này vào trong vở thì mới đủ diện tích được. Ở đây các em nhìn thấy một cái biểu thức này. Ta chưa hề thấy nhân tử chung vì A trừ B, B trừ C, C trừ A. Các biểu thức nó cứ nối tiếp nhau đúng không? Thế thì đầu tiên các em phải nhân tung hết căn này ra cho thầy. Ta được là A bình B trừ AB bình. Chính là nội dung của bài nhân đơn thức với đa thức đúng không? Cộng với B bình C trừ B C bình cộng với C bình A trừ A C bình. Đấy. Sau đó các em mới tìm cách để nhóm lại các cái cặp này với nhau. Tìm cách để nhóm lại các cái cặp này với nhau. Được chưa? Đấy. Xin lỗi, cái biểu thức cuối này phải là A bình C chứ. Được chưa? Thế thì nhóm lại như nào? Nếu ta nhóm A bình với A bình thì ta thấy là có biểu thức B trừ C chưa?
b trừ c, đúng không? Thế thì phải lấy đâu ra biểu thức b trừ c tiếp? Đấy, thì các em phải thử tìm xem là ở đâu sẽ cho ta biểu thức b trừ c. Thế thì chính là hai cái chỗ này. Nếu ta nhóm BC làm nhân tử chung thì ta sẽ có là B trừ C. Đúng chưa? Đấy. Thì các em sẽ tìm cách để ghép các cặp với nhau. Sao cho kết quả cuối cùng ta sẽ thu được là một cái biểu thức dưới dạng là tích của các đa thức. Được chưa? Được chưa? Đấy, như vậy là thầy gợi ý như thế nhá. Và thầy sẽ cho các em kết quả cuối cùng để các em đối chiếu so sánh sau khi mình đã làm ra. Thì cái biểu thức này sẽ phân tích được thành là A trừ B nhân với A trừ C nhân với B trừ C. Đây là kết quả cuối cùng của mình sau khi phân tích cái biểu thức đấy thành thành nhân tử. Được chưa? Đấy. Như vậy là thầy đã hướng dẫn xong cho các em các cái bài tập cơ bản cũng như bài tập tự luyện của cái chủ đề 3 là phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm nhiều hạng tử. Được chưa? Ở buổi nội dung buổi tiếp theo thì chúng ta sẽ học phương pháp thứ tư, chính là chủ đề 4, đó là gì? Phối hợp nhiều phương pháp lại để cùng đưa một đa thức thành thành nhân tử. Được chưa? Đấy. Thế thì thầy sẽ hẹn gặp lại các bạn vào cái buổi số 4 để học phương pháp thứ tư nhé. Chào tạm biệt các bạn.